Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình. Mình là Linh và mình chia sẻ về hành trình làm mẹ và nuôi dạy con. Có một số mẹ thì thắc mắc với mình đó là không biết là mình có áp dụng thai giáo và giáo dục sớm cho con không? Thì thai giáo thì có, các mẹ đã biết rồi đúng không nào? Còn giáo dục sớm thì sao? Thì câu trả lời là có, mình cũng đã áp dụng giáo dục sớm cho con. Và việc áp dụng giáo dục sớm thì nó khá là đơn giản, chứ không khó khăn như là nhiều mẹ nghĩ đâu. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái hoạt động trong việc giáo dục sớm mà mình đang tiến hành hàng ngày với em bé nhà mình. Đó là cái hoạt động đọc sách cho con. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các mẹ cách đọc sách cho con hiệu quả nhé. Thì ở trên tay mình đây là một cái cuốn sách Ehon Ron Ren. Nếu như mẹ nào tìm hiểu về sách truyện cho trẻ sơ sinh và tìm hiểu về giáo dục sớm thì chắc hẳn là không lạ lẫm gì với sách Ehon, phải không nào? Ehon là một cái từ tiếng Nhật được phiên dịch ra từ tiếng Nhật thì có nghĩa là truyện tranh. Đó là những cái cuốn sách, những cái truyện tranh với những cái hình rất là đơn giản, rất là ngộ nghĩnh và sắc nét. Và có những cái chữ, nhưng mà đa số là chữ là những cái âm thanh đơn giản, những cái từ đơn hoặc là những câu ngắn hoặc là những cái câu nó có vần với nhau để phù hợp với em bé đấy ở cái độ tuổi nhỏ. Thì cái cuốn sách này, riêng cái bộ Ehon cáo ken và động vật thì mình có thể sử dụng cho bé từ 0 đến 6 tuổi. Mình thấy là cái cuốn sách này khá là hay. Ở trong những cái video tiếp theo thì mình sẽ lần lượt review những cái cuốn sách Ehon và đồng thời hướng dẫn mọi người làm thế nào đọc sách Ehon cho nó hiệu quả nhé. Thì riêng về cuốn sách Ehon Ron Nén này thì đây là một cái cuốn sách để nhằm phát triển cái thùy thái dương, tức là phát triển cái khả năng ngôn ngữ của trẻ, cái khả năng xử lý âm thanh và ngôn ngữ. Thì đây, ở cái trang đầu tiên đã có cái hướng dẫn để cho mọi người đọc sách đúng rồi. Nếu như những ai mà chưa từng tìm hiểu về Ehon và chuyện cho trẻ thì sẽ thấy là ôi sao mà cái chuyện gì mà lại có tí hình, có vài trang cái này rồi hình thì đơn giản thế thì làm sao mà trẻ hứng thú được. Thế nhưng trên thực tế là có rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh, và thực tế cũng đã chứng minh là các em bé nhỏ thì cực kỳ hứng thú với những cái quyển truyện như thế này. Những hình cảnh rất là đơn giản, ngộ nghĩnh nhưng mà nó có tác dụng cực kỳ tốt cho cái sự phát triển và cho cái việc giáo dục của con trẻ. Thì mình sẽ đọc mẫu cái quyển này một lần cho mọi người tham khảo nhé. Cái cách đọc đó là lần đầu tiên thì có thể mình sẽ đọc y nguyên thì như sách luôn. Chậm chậm. Ốc sên đang chạy đua đấy hả? Chậm chậm. Cố lên nào bạn ơi. Tung tăng. Các bạn cá bơi tung tăng dưới nước. Tung tăng. Nước mát không các bạn ơi? Ùn in. Chú lợn con nằm dựa bên mẹ. Ùn in. Hôm nay lợn con đã ăn no chưa? Hình rất là ngộ nghĩnh phải không nào? Ếch ộp. Chú ếch xanh trong ao nhỏ. Ếch ộp. Chú ếch hòa mình cùng thiên nhiên. Phấp phới. Bạn bướm màu vàng. Phấp phới. Bay trên đống hoa xinh đẹp. Lén lút. Bạn chùa định ăn vụng đây mà. Lén lút. Ăn vụng không tốt đâu bạn ơi. Đó, mình sẽ đọc như thế. Thì thông thường là cái lần đầu thì mình chỉ đọc nguyên theo sách thôi. Và những cái lần tiếp theo khi mà đọc cho con thì mình sẽ biến tấu một chút. Mình có thể là mô tả những cái hình ảnh trong sách hay là biến tấu một chút để cho con có sự hứng thú hơn. Thì mình học được một cái phương pháp đọc sách rất hay của chị Phan Hồ Điệp là mẹ của bé Nhật Nam. Đó là khi mà mình đọc sách ấy, thì mình sẽ bằng cách là mình đọc sách một cách tiết kiệm. Có nghĩa là sao? Một cuốn sách mình không chỉ đọc một lần. Nếu như mọi người nhìn thì cái cuốn sách nó rất là đơn giản đúng không nào? Mà nó chỉ có vài trang, đọc vèo cái là hết một lần, đây là đã hết nội dung rồi. Nhưng mà đối với trẻ nhỏ thì mình càng đọc nhiều, càng lặp đi lặp lại nhiều thì nó càng tốt bấy nhiêu. Thế thì mình sẽ đọc cách sách một cách tiết kiệm. Có nghĩa là một cuốn sách mình sẽ đọc nhiều lần. Và tuy nhiên là mỗi lần thì để cho tránh nhàm chán thì mình sẽ biến tấu đi một chút.
cùng là một cuốn sách nhưng mà mỗi lần thì mình lại có một cái nội dung mới hay là có một cái phát hiện mới thú vị để đọc cho con nghe, nhất là khi mà trẻ đã ở cái lứa tuổi từ 3 tuổi trở lên, khi mà con đã biết nhiều hơn, con có thể là hỏi đáp lại với mẹ được rồi ấy, thì cái việc mà mình đọc sách nhiều lần cùng một cuốn sách và mình biến tấu sáng tạo nội dung nó rất là hữu ích. Mình sẽ đọc như thế này: Sam ơi, hôm nay mẹ con mình đọc sách nhá. Hôm nay mẹ sẽ đọc Cáo Ken và Động Vật. Sam có nhìn thấy bạn cáo ken này không này? Bạn cáo ken ngộ nghĩnh quá nhỉ. Mẹ con mình cùng xem nào. Wow, bạn cáo ken có cái nơ xinh quá, nơ vàng xinh quá. Chậm 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 chậm, ốc sên đang chạy đua đấy à. Chậm 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 chậm, cố lên nào bạn ơi. Ồ, bạn ốc sên đang chạy đua để chuẩn bị về đích đấy. Sam cùng cổ vũ cho bác ốc sên nào. Tung tăng tung tăng tung tăng tung tăng, các bạn cá bơi tung tăng dưới nước. Tung tăng tung tăng, nước mát không các bạn ơi. Wow, Sam nhìn này, bạn cáo ken có hình đuôi cá đẹp chưa này? Có hai bạn cá ở dưới nước này, hai bạn cá đáng yêu quá. Tiếp nào, chúng mình xem nào. Ùn in, chú lợn con nằm dựa bên mẹ. Ùn in, hôm nay lợn con đã ăn no chưa? Wow, Sam ơi, bạn cáo ken đang nằm bên bạn lợn nhỏ này, rồi thì mẹ lợn nữa này. Bạn ủn ỉn con đang nằm bên mẹ đấy, giống như Sam đang nằm cạnh mẹ đọc sách này. Ếch ộp, ếch ộp, ếch ộp, ếch ộp, chú ếch xanh trong ao nhỏ. Ếch ộp, chú ếch hòa mình cùng thiên nhiên. Sam ơi, Sam giúp mẹ tìm xem chú ếch ở đâu nhỉ? Có phải ở đây không con? Thế mẹ chẳng thấy bạn cáo ken đâu cả. À, mẹ thấy cái đuôi màu đỏ đây này. Bạn cáo ken ở đây đúng không nhỉ? Wow, mẹ còn nhìn thấy rất là nhiều hoa nữa này. Và một cái ao rất là xinh nè Sam này. Đó, thì những cái lần tiếp theo thì mình sẽ miêu tả những cái bức tranh cho con và biến tấu một chút đi để cho cái câu chuyện nó được sinh động hơn và cho cái khả năng tương tác giữa hai mẹ con được tốt hơn. Thì em bé thực ra là cùng một bức hình, nhưng mà khi mà em bé còn nhỏ ấy, thì em không thể nào mà nhìn kỹ được, nhìn được chi tiết đúng không nào. Thì mỗi lần, có thể là mỗi lần con nhìn thì con sẽ quan sát được một thứ và con có những cái phát hiện mới. Thì nó rất là hay khi mà mình có thể đọc đi đọc lại một câu chuyện và gây cái sự hứng thú và gây sự tò mò cho con nhé. Đây là một cuốn sách rất hay, mình đặc biệt thích bởi vì là thứ nhất là cái hình thì nó đẹp, và thứ hai đó là nó có những cái bài thơ và những cái từ tượng thanh rất là hay, rất là sinh động. Bản thân mình đọc mình cũng thấy rất là thích thú rồi. Đó, đây là cái cuốn đầu tiên mà mình giới thiệu cho mọi người về sách Ehon. Ở những cái video tiếp theo thì mình sẽ liên tục chia sẻ những cái cuốn sách Ehon mà mình đọc cho con hàng ngày và cách mình đọc những cái cuốn sách này để cho mọi người có thể tham khảo nhé. Ngoài ra, ngoài sách Ehon thì mình cũng có rất là nhiều những cái tài liệu và giáo cụ giáo dục sớm khác mình sẽ lần lượt chia sẻ cho mọi người để làm thế nào mọi người có thể áp dụng được ngay. Bởi vì khi mà nói đến giáo dục sớm thì nhiều mẹ hoang mang là cái đấy thì chắc là nó cao siêu lắm. Nó là một cái gì cực kỳ cao siêu và chắc là mình phải có một cái kiến thức rất là rộng thì mới có thể áp dụng được. Nhưng mà trên thực tế thì nó khá là đơn giản, nó là những cái hoạt động mình lồng ghép hàng ngày để có thể mà cùng chơi đùa với con và cho con những cái hoạt động để kích thích cái tiềm năng phát triển trí não của con. Thì các mẹ hãy đón xem những cái video tiếp theo để có thể biết được cái cách nuôi dạy con và giáo dục sớm cho con nhé. Các mẹ đừng quên ấn like và đăng ký kênh của mình nhé. Hãy ấn vào nút hình của chuông ở bên dưới để nhận được video mới nhất khi mà mình phát sóng. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.